Boys and girls, it's fantastic news. You're coming back next week. Chào tất cả các em. Thầy cô rất là vui mừng được đón các em quay trở lại trường vào tuần sau. Mums and dads, we've put lots of information on Class Dojo and email. Please make sure that you read through that information so that we're all prepared to come back safely. Và quý vị phụ huynh lưu ý rằng các thầy cô đã gửi rất là nhiều thông tin trên Class Dojo cũng như qua email. Phụ huynh vui lòng kiểm tra tất cả các thông tin để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các con trước khi các con quay trở lại trường. So it's that time of the week when we get to meet Anna Adaptability. Và đến bây giờ chúng ta lại được gặp lại bạn Anna là bạn Dojo thích nghi. Let's see who's been trying new things and working well. Và chúng ta hãy cùng khám phá xem lớp nào là lớp đã giành được những điểm số cao về việc thích nghi cũng như là thử thách những điều mới. And they'll have to be very adaptable coming back into school next week. They will have to be really adaptable next week, absolutely. Và đặc biệt với việc quay trở lại trường vào tuần sau cũng đòi hỏi sự thích nghi rất là cao từ các em đấy. So, in third place this week, with 1,568 points, well done to 2S. Và xin chúc mừng lớp 2S đứng vị trí thứ 3 với 1,568 điểm. In second place with 1,795 points, great job, 2B. Xin chúc mừng lớp 2B đứng vị trí thứ 2 với 1,795 điểm. And the win is this week with a huge 3,035 points. Well done, you are the winners, 2B. Và giành số điểm rất là cao ở vị trí thứ nhất với 3,035 điểm, đó là lớp 2V. Keep up the good work when you come back to school next week. Và các con hãy tiếp tục phát huy những thành tích này khi quay trở lại trường vào tuần sau nhé. So boys and girls, what about Cara communication? Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá những điểm liên quan đến điểm giao tiếp và cùng gặp lại bạn Cara nhé. It's time to celebrate the actual class winner this week. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị để chúc mừng lớp giành chiến thắng trong tuần này. And we have a very special guest to join us. Và ngày hôm nay cũng có một người bạn rất đặc biệt sẽ đến đây cùng với chúng ta. Come on in, Cara, come on in. Hi, Cara. How are you doing? Okay, so in third place, congratulations to 3S with 932 points. Và đứng vị trí thứ 3, xin được chúc mừng lớp 3S đã giành được 932 điểm. And in second place, with 1,019 points, we've got 6V. Đứng vị trí thứ 2, đó là lớp 6V với 1,019 điểm. Okay, Cara, hold your cushion. And we'll do a drum roll. Because in first place, the Cara communication winner is 3I, 1,161 points. Và đứng vị trí thứ nhất với điểm Dojo giao tiếp đó là lớp 3I với 1,161 điểm. Well done, 3I. So it's that time of week when we find out who has won the house points. Và đã đến lúc chúng ta cùng khám phá xem đội nhà nào là đội đã giành chiến thắng trong tuần này. And I know that if you're in Hue and Saigon and Hanoi, you're really hoping to knock Dalat off the top spot. Và chắc chắn các bạn thuộc đội nhà Huế và Sài Gòn, Hà Nội chắc chắn sẽ rất là hy vọng lần này không phải là thuộc về vị trí thứ nhất là đội Đà Lạt nữa. Okay, so in fourth place with 20,037 points, well done Hanoi. Đứng vị trí thứ tư, đó là đội Hà Nội đã giành được 20,037 điểm. In third place with 21,951 points, well done Huế. Đứng vị trí thứ 3 với 21,951 điểm, đó là đội Huế. So here we are again. It's between Saigon and Dalat. So let's have a drum roll. In second place with 22,574 points, it's Saigon. Wow. Well done, Saigon. Which means, Dalat, you're the winners with 23,343 points. Luôn luôn là đội Đà Lạt tranh vị trí thứ nhất. Và về vị trí thứ nhì đó là đội Sài Gòn. Các con đã giành được 22,574 điểm. Và lần này chiến thắng vẫn thuộc về đội nhà Đà Lạt với 23,343 điểm.
So boys and girls, that's all we have again for this week. And we look forward to seeing you in school next week. So remember, Monday, year 4, 5, 6 and foundation 3 are back. And they're joined by the rest of the school on Tuesday. So on Tuesday, then we'll have 1, 2, 3 and foundation 2 classes to welcome back to school. Và đó là tất cả những thông tin thầy cô muốn gửi tới các con trong tuần này. Và xin được chào đón tất cả các con quay lại trường vào tuần sau. Và các con lưu ý vào ngày thứ hai, những lớp quay lại đi học đó là lớp 4, 5, 6 và lớp F3. Và vào ngày thứ ba thì toàn khối tiểu học và mầm non sẽ quay trở lại đi học. Có nghĩa là vào ngày thứ ba, lớp 1, lớp 2, lớp 3 và cả lớp F2 nữa. Các con hãy lưu ý lịch học này nhé. See you soon, bye! Bye!